Chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 30 tháng 9 nha. Cây Samsung J2 Pro, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Bán 600.000 nha, 600.000 J2 Pro nha. Cây Samsung E01 nha, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này bị lít kính, bán giá 400.000 nha. 400.000 là trừ hao tiền ép kính rồi nha. Tại mình cũng chưa có dặn đi ép mấy cây đó. Cây Oppo Leo 9 hay gọi là Oppo A37, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500.000 nha, màu đen nha. Còn cây Oppo A39 này, Leo 9 này là Oppo Leo 9 nhé, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bị lít ngay góc này chút xíu nhé, này chỗ này nó hơi đen chút xíu nữa. Cây này thì bán 400.000 nhé, 400.000 Oppo Leo 9 màu trắng 400.000. iPhone 5S bị bể lắp sau nha, bể cái kính sau nha. Cây này bán 400.000 nha, 400.000 iPhone 5S. Samsung J3 2016 hay gọi là J320 á. Cây này thì vỏ thì hơi xấu chút xíu nha, bán 400.000 nha. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, bán 400 cây G3. Cây Samsung S6 ấy. Samsung S6 RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 600.000, 600.000 là nó bị xấu cái mặt kính trên nha, còn máy là còn xài ok hết nha. Bán 600.000 cây S6 nha. Samsung J2 Prime, cây này màu hồng này. Sườn thì rất là đẹp luôn, vỏ sườn rất là đẹp luôn nha. Cây màu hồng này bán 350.000 nha, 350.000. Màu vàng mà máy đẹp mình cũng có nha, ai chốt thì màu vàng thì báo anh nha. Đó, ấy ai chốt màu vàng thì dặn mình là màu vàng hay là màu hồng nha, chứ không mất công chốt rồi không có biết cái màu gì luôn. Còn cây Samsung J2 Prime, cây này thì vỏ xấu nhé, nó vỏ sườn xấu nhé. Cây này bán 250.000 nha, 250.000 Samsung J2 Prime nha. Samsung Note 9 nha, máy của Trung Quốc nha. Samsung Note 9 máy Trung Quốc, cây này thì nắp sau của nó chảy nha. Bán nhưng mà nó không có bể nha, bán 500.000 nha. Samsung Note 9 máy của Trung Quốc bán 500.000. Cây Vivo 1610 nha. Cây này mai mình thay cái màn hình khác vô nha. Cái màn hình này thì nó bị giật rồi, nên mai mình thay màn hình khác vô, màn hình zin theo máy của nó luôn. Cây này bán 500.000 nha, Vivo 1610 bao màn hình đẹp luôn. Bán 500.000, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Samsung J200, cây này thì bán 300.000. Samsung J200 còn tải Bluetooth ok nhé, máy thì rất là nhỏ gọn luôn,
Nó bỏ túi đi làm hồ rất là ngon. Cây này thì bán 300 ngàn. Còn Samsung Z5, Z500, cây này thì màn hình đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Vỏ sườn cũng rất là đẹp nha. Cây này bán 500 ngàn nha. Samsung Z500 nha. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB nha, bán 500 ngàn. Còn Samsung Z5 2016. Đó, màn hình cũng rất là đẹp luôn. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Bán cây này thì cái lúc của nó mình chế rồi nha. Mình chế lúc khác vô nha. Bán 500 ngàn nha, Z5 2016 nha, bán 500 ngàn. Còn VMAX Sharp 4, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 700 ngàn thôi. VMAX Sharp 4. Đó, màn hình rất là đẹp luôn nha. Cây này bán 700 ngàn nha. Samsung Z7 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 1 triệu. Màu đen nha. Z7 Pro nha. Màu vàng cũng đồng giá 1 triệu luôn nha. Samsung Z7 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32GB, màu vàng, bán cũng đồng giá 1 triệu luôn. Oppo A93, máy của A92 của Trung Quốc này. Oppo A92 của Trung Quốc bị hơi bể nắp sau chút xíu nha, bán 400 ngàn nha. 400 ngàn Oppo A92 của Trung Quốc bán 400 ngàn. Cây máy Trung Quốc luôn, cây này thì mới chép luôn. Cây này rất là mới luôn. Mới keng luôn, có dán mắt trước mắt sau hết. Nhưng mà phiên bản của nó cũ rồi, bán giá nghe gọi 200 ngàn. 200 ngàn cây máy Trung Quốc này nha. Còn ai muốn biết thông tin thì mình tra lên nha. B48. Còn mấy cái này nó đề ảo nha. RAM với lại bộ nhớ nó đề ảo đó. Mấy dòng máy Trung Quốc thì nó đề ảo. Thế nên là bên mình không có đăng thực tế bộ nhớ. Cây HTC 10 Evo, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bán 800 ngàn nha, 800 ngàn 10 Evo nha. Cây này quên chưa sạc pin rồi. Cây Oppo Neo 7, cây này thì bị xéo đây nha, bể xéo đây. Nhưng mà màn hình đẹp, còn xài ok hết nha. Cây đó bán 250 nha. Còn cây màu trắng này thì màn hình đẹp luôn, thì bán 350 nha. Cây Oppo Leo 7, cây này màu đen. Nhưng mà cái mặt kính của nó hơi trầy nha. Mặt kính của nó hơi trầy nha. Cây này bán 300 ngàn nữa nha. 300 ngàn Oppo Leo 7 nha. Oppo Leo 7 là RAM 1GB nha, bộ nhớ 16GB, 3 cây nha. Ai chốt cây nào thì báo giá tiền cây đó nha. Samsung Z7 2016, màn hình hơi ám nhẹ, bán 600 ngàn. Z7 2016, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Oppo A93, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình zin rất là đẹp luôn. Cây này thì bán 700 ngàn nhé. Oppo A93, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nó từng cái máy là mình đọc tên máy rồi bộ nhớ hết rồi nha. Ai chốt hàng thì nhớ đọc cái tên máy ra dùm nha. iPhone 6 Plus, cây này thì
zin nguyên cây nhé, zin nguyên cây luôn, vân tay vẫn còn luôn, bán 1.300.000 iPhone 6 Plus. Còn cây này mất vân tay thì giá 1.000.000 này, iPhone 6 Plus luôn, mất vân tay giá 1.000.000 này, nhưng mà không có tài khoản nhé, mấy cây này là không có tài khoản, không có tài khoản hay lao, về nhà thì tự nhập vô xài nhé. Mấy dòng chế táo này thì bà con mua về tự nhập tài khoản của mình mua xài nhé. Còn cây Boco RAM 4, bộ nhớ 64GB, màn hình rất là đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp luôn nha. Cây này bán 1.400.000 nha, hiệu Boco nha, 3 mắt camera. Tên máy của nó là Boco luôn nha, nhưng mà hiệu của nó là của bên dòng Zepmi, xài Android 13 chấm. Đó, ai muốn biết thông tin thì tra lên nhé, máy Boco C40 nhé. Cây này bán 1.400.000 nhé. Dòng máy này thì rất là to nhé, màn hình rất là bự. Còn Zmi 5i, Xiaomi 5i nhé. Cây này bán 1.200.000 nhé, RAM 4, bộ nhớ 64GB nhé, bán 1.200.000 nhé. Hiện trạng bây giờ nó là dạng như hơi pin hay gì á, nó báo hơi ảo nhé. Còn ai muốn để vậy thì mình bán luôn giá 1.000.000 thôi nha, trừ tiền pin nha. Pin nó báo xuống 30% là nó cục gì đó. Đó, nó 20-30% là nó hết pin thôi. Còn máy thì còn rất là đẹp luôn. Đó, màn hình còn rất là đẹp luôn nha. Xiaomi 5i này là RAM 4 nha, bộ nhớ 64GB. Cây VMAX ROG 3, VMAX ROG 3 nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Đó, mặt sau của nó thì hơi chắc lên chút xíu nha. Cây này bán 1.000.000 đó nha, 1.000.000 thì tặng thêm cho cái ốp lưng luôn nha, tặng cho cái ốp lưng luôn. Rồi bay bán 1.000.000. Máy này là mới thay pin luôn nè. Samsung A20, cấu hình nền rất là đẹp luôn, màn hình zin rất đẹp luôn, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này bán 1.200.000. Cây Samsung A20. Còn Samsung A30, cây này thì giá 1.400.000 nha. Samsung A30 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. RAM của nó 4GB nha, bộ nhớ 64GB, cây này bán 1.400.000 nha. Đó, RAM 4 nha. iPhone 11 Trung Quốc, iPhone 11 Pro Max Trung Quốc này. Màn hình rất đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp nha, không có ém nhưng nha. Sơn thì hơi xấu nha, hơi xấu cái vết sơn nha. Mình mua về mình chịu khó ngồi kẹo cho nó chắc chắn đều này, nó đẹp nha. Còn nắp sau thì rất là đẹp luôn. Cây này bán 500.000 nha, 500.000. Cây iPhone 11 Pro Max. Còn cây iPhone 12 Pro Max, cây này thì màn hình đẹp luôn, sườn bọng nhìn cũng rất là đẹp luôn nha. Cây này bán 800.000 nha, 800.000 iPhone 12 Pro Max nha.
Đó, đồng giá nó có hai cây nha, cây này cũng bán giá 800 ngàn nha. Còn iPhone 13 thì có chênh lệch nhau một chút xíu. Cây này thì hơi xấu góc này chút xíu nè, cây này bán 800 ngàn, iPhone 13 Pro Max. Nó sườn bọng thì cũng còn tương đối khá nha. Máy cũ thì như vậy là tương đối khá rồi nha. Còn mới hơn nữa thì ai muốn nhu cầu mới đét thì bà con lên Zalo Thế Giới Di Động trong nó vẫn còn bán cái dòng này nha. Cây iPhone 13 này là cũng còn tương đối khá nha. Còn bảo đẹp thì giá nó rất là mắc, cho nên là mình không có khả năng mình lấy mình bán cho bà con được. Vì mình bán giá rất là bèo luôn, cây này bán 900 ngàn. Đó, iPhone 13 Pro Max 900 ngàn nha, máy dòng Trung Quốc nha. Mấy cây này là của thuộc dòng chuột của Trung Quốc hết nha, iPhone 11, 12, 13 của Trung Quốc. Còn chính hãng thì bên mình không có bán cái dòng này. Vì dòng chính hãng nó là rất là mắc tiền nha. Dòng hàng xách tay á, cứ nói đụng đến xách tay mới lại bảng Việt bảng Mỹ này kia đó là rất là mắc luôn, toàn là gần 10 triệu với mười mấy triệu, hai mấy triệu không, mình không có khả năng bán mấy dòng đó. Cây Tab A2016, cây này màu đen, bán 600 ngàn. 600 ngàn cây này cũng đồng giá luôn. Cây Tab A2016 màu trắng này cũng đồng giá luôn nha, cũng bán giá 600 ngàn nha. Còn Tab E nha, Samsung Tab E 10 inch. Đó, Samsung Tab E cây này thì Android có 4.4 nha. Tải được Bluetooth không quảng cáo nha. Còn tải Bluetooth đỏ thì không có được nha. Đó, vì Android nó có 4.4 thôi. Còn tải Bluetooth, ai chốt mấy dòng này thì mình tải sẵn cho Bluetooth mà không quảng cáo này nhé. Cây này về là chỉ việc xài thôi, vì nó không có dính quảng cáo trong đó, YouTube vô là xài thôi. Cây này bán 600 ngàn nhé. Còn ai muốn tải được Bluetooth đỏ thì giá 800 ngàn, cây này thì bán giá 800 ngàn. Đó, cây Tab E này bán giá 800 ngàn nhé. Đó là có hai cây nha, cây 600 và cây 800 nha. Còn iPad mini không xài sim, cây này thì giá 400 ngàn, màn hình 6, màn hình màu xanh 4 góc luôn, nhìn đều rất là đẹp luôn, y như là màn hình kiểu vậy đó. Cây này thì bán giá 400 ngàn nhé. Còn nhu cầu ai cao nữa thì lấy cái máy Tab iPad mini này, màn hình đẹp thì giá 600 ngàn này. Đó, cây này thì 600 ngàn này, không có xài sim này. iPad mini không xài sim, màn hình đẹp 600, còn màn hình xấu thì 400. Cây Tab E nha, Tab E B355, cây này hết pin này. Cây này bán 700 ngàn nhé. Còn ai muốn coi hình ảnh của nó thì coi mấy cái clip trước nhé. Cây Samsung Tab 4 màn hình rất là đẹp luôn, cây này có xài sim luôn, màu đen nhé, bán 900 ngàn nhé. 900 ngàn Samsung Tab 4 nhé. Còn Samsung Tablet cây này thì giá 1 triệu nha. Còn tên máy của nó thì bà con muốn biết thông tin này thì tra lên nha. Tra cái tên máy này nha. Camera này hôm nay nó hơi mờ chút xíu. B607 nha. B607T. Cây này Android có 4.4 nhé, xài Bluetooth không quảng cáo nhé. Cây này bán 1 triệu nhé. Còn Lenovo
cây Lenovo nha. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 16GB. Tên của nó là Lenovo X104 nha. Cây này bán 700.000 nhé, 700.000 là giá bị lít đây góc này chút xíu nhé, bán 700. Cây Tab 10, Tab T1000 mát nha. Cây này màn hình rất đẹp nha. Cây này rất đẹp, màn hình rất là đẹp luôn. Bán 800.000 nha, Android 10 chấm nha. Android 10 chấm. Cây này quên không sạc pin. Cây đó bán 800.000 nha, màn hình rất là đẹp luôn, Android 10 chấm luôn. Rồi như thường là ai nhu cầu mua máy thì chốt cái kẹt Viettel 50.000 nha, shipper tới nơi trừ nha. Còn ai chuyển khoảng 100.000 mình bao ship, ai chốt hai cây một lần mình bao ship nha. Rồi thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy thì liên hệ lại mình hỗ trợ ship cây khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra. Còn trừ trường hợp máy shipper nó đưa đi mà có trục trặc như lít kính hay là gì đó thì báo lại mình hỗ trợ ship cây khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con nha. Chào bà con cô bác nha.